Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay bán lô đất thuộc xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích lô đất là khoảng 366. Anh của nó đã bắt đầu từ đây nè. Từ cái cục đèn này nè, cục đèn này. Độ dài đó phía bên này là tầm khoảng 27m7. Mặt tiền đường kim long Láng Lớn nha. Hiện tại cái lúc mình làm đó có mấy cây điều, mấy cây cỏ nó lên của nó tới đây là hết nè, ở cái hàng cây là hết nè, là được khoảng 27m7 mét mặt tiền đường nha. Hiện trạng cái đất mình là có một cái chòi. Có điện ba pha. Có đèn đường. Xung quanh là dân cư ở nha. Lô đất của mình là quay mặt về hướng đông nam nha. Đất của mình có hai mặt tiền đường. Cái lô góc này nè, cái lô góc này nè là lô này người ta cắt ra bán này nha. Cắt ra bán. Lô góc này nè, lô góc hai mặt tiền là cắt ra bán rồi. Hiện tại đất của mình là chỉ có được khoảng 27m7 mặt tiền đường chính này và thêm một cái mặt tiền bên hông đây nè, đường bê tông bên hông á. Xung quanh này dân cư ở. Đó, đường bê tông bên hông đây nè. Là mình được khoảng 54m mặt mình từ bê tông nha. Đã bắt đầu từ cái chỗ đường nhựa này, từ cái chỗ mí đây nè. Độ dài ra phía bên này là được khoảng 54m mặt tiền đường bê tông nha. Có cái hàng rào dâm bục làm ranh giới nè. Cái đường này đi tới đây là hết, đi tới bố nhà người ta là hết nha. Và đường cụt nha. Rồi mình là tới cái cột bê tông này là hết nè. Đó. Được khoảng 54m mặt tiền đường bê tông nha. Cái lô này mình mua về mình chọn lại sạch cỏ, mình cưa cây ra. Đất mình đẹp liền à. Khu bên này người ta có trồng cây ăn trái, đất nhà người ta. Đất của mình là đất đỏ nha. Đỏ. Cái lô góc ngay chỗ này nè, đứng ngay đường nhựa nông thôn này và cái đường chính kim loan lớn á. Cái lô góc này là bán cho người khác rồi. Đó. Hiện tại đất của mình là chưa có thổ cư nha. Nhưng mà đất mình là phủ hồng nên được thổ cư nha mọi người. À,
cái hướng bên này là đi ra Kim Long mà nó qua quốc lộ 56 nha. Còn cái hướng này là đi về Vị Bang xã Lắng Lớn nè, ra đường Lắng Lớn xã Bang nha. Rất là thích hợp với những ai làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì quá ok luôn nha.